Xin chào mừng cả nhà đã đến với Mê Linh TV. Trong clip này, Mê Linh TV có một cái câu hỏi dành cho mọi người đây, là chúng ta có nên là xuống hoa dưỡng thân hay không, hay là chúng ta chấp nhận là hy sinh thân để chơi hoa. Đúng rồi, cái giò lan này là giò lan mới tách chiết trồng lại được hơn tháng rồi mọi người nhỉ, cũng không để ý lắm, chắc cỡ hơn tháng. Thì cái giò lan này bữa trước mua cái hai cái thân lan này bữa trước mua về là người ta ship lên là nó có cái nhú cái vò lên rồi, mà bây giờ là cái vò này nó đang phát triển rất là lực luôn, rất là múc luôn, nó cái vò đang vươn lên và đây bắt đầu ra nụ rồi, thì nó sẽ bị như mọi người, rễ dưới này nó ra rồi nhưng mà nó ra được gọi là không có nhiều, nó ra cỡ là chắc cỡ chục rễ rồi, cái mầm nó đã bắt đầu nó nhú lên, cái mầm nó nhú lên bắt đầu nó nứt ra, chuẩn bị đi đi mầm rồi, mà ai ngờ cái vòi này nó vọt đi, nó giành, nó tranh đấy mọi người, nó tranh tranh dinh dưỡng, nghĩa là tranh cái sự sinh tồn. Cái cây mà nó, cái chuyện mà nó để mà nó duy trì nòi giống, mọi người, nó gặp cái điều kiện bất lợi, ví dụ nó bị tách chiết ra trồng lại, thì một là nó sẽ nhảy mầm, hai là nó sẽ có hoa. Như vậy là cái theo quan điểm của Melan TV nha, cái việc có hoa nó sẽ duy trì nòi giống tốt hơn dành cho cái giống loài, tại vì là sinh sản, nó sinh sản hữu tính, và khi nó có nhiều trái nhiều hạt thì nó tạo ra cả triệu triệu cây giống, nó là triệu hạt giống. Còn chuyện nó nhảy mầm là nó vẫn là nó sinh sản đơn tính, là nó vẫn là trong một cái chậu này thôi, nghĩa là trong một cái gốc đó thôi, vẫn là có bụi lan đó thôi, trong tự nhiên mọi người, ví dụ như cái, trong bụi lan nó nứt lên là nó vẫn ưu tiên cái chuyện là nó có hoa. Cái đó là suy đoán đó mọi người, còn luận chứng khoa học là không có nha, mình không phải dân thực vật học. Đó nên là cái cây này nó bị mất sức rồi, nghĩa là nó không phải mất sức, nó vẫn còn cái thân hoa thì vẫn rất ok. Ồ, thân hoa thì lá vẫn ngon lành không sao hết. Nhưng mà cái thân già này mọi người, cái thân này là thân già cú đế ha. Thân già cú đế già là tại vì nó hết hoa luôn rồi. Ở đây nó có tới 3-4 cái vòi hoa cũ, nghĩa là nó hết sức hoa rồi. Thì nó sẽ ưu tiên, nó ưu tiên nó đẩy dinh dưỡng cho cái cây này, là nó rút dinh dưỡng từ trong thân này mọi người. Thân già này, thì cái thân già bắt đầu teo tóp nha, teo tóp và là xuống lá. Ở đây mình làm TV hồi sáng là nó sắp rụng rồi, nên phải lấy băng keo cột lại để chiều nay quay clip. Tranh thủ ông con mà lúc mà ông đi tắm hay đi ngủ là mình sẽ quay cái clip cho ông quay lóc. Đó này là cái nó bị xuống lá này mọi người, thì cái lá già nó sẽ xuống đầu tiên. Bây giờ lột ra cho mọi người xem. Đó, nè, không có tầng rời đó, rời đi. Bà đang quay clip. Mặc đồ vô đã. Mặc đồ vô đó là mới được lên clip, mặc đồ vô. Trời ơi sexy vậy đâu có được. Mặc đồ vô. Đó mọi người, thì nó sẽ xuống như thế này. Post lên trên mạng á, anh chị em á, mình thì mình sót lắm, mình định là tiễn cái nụ này để mà giữ cái cây cho nó bật cái mầm gốc lên. Nhưng mà anh chị trên mạng cái suối là chơi luôn, khô máu luôn, chơi luôn, để luôn. Thì bây giờ mình quyết định là không lẽ mình hỏi ý kiến người ta có ý kiến là mình lại không làm theo, đúng không? Bây giờ là sẽ để luôn cái vòi này. Nhưng mà mình sẽ nghĩ ra cách nào đó để mình làm sao cho nó có hoa mà nó không bị suy cái cây này nè. Tại bình thường á, để mà nó có một cái mùa hoa là mọi người phải chăm cái cây lan, nó phải mấy tháng trời hoặc là cả năm trời nó mới đủ dinh dưỡng. Tại mỗi lần sinh sản là mỗi lần tốn năng lượng rất là nhiều, nó dùng năng lượng nó rất là nhiều, nên là bao nhiêu năng lượng hút vô dự trữ là đó là nó dồn lên cho hoa hết. Bởi vậy người ta nói là cứ chơi hoa xong mà lỡ mà hoa ra nhiều quá là nó tranh thủ nó cắt, ta dưỡng cái thân liền. Nhưng bây giờ mình lỡ mình chơi rồi, nó là cây chớp đó mọi người. Mình lỡ mình hỏi ý kiến cộng đồng rồi, cộng đồng nói là để chơi khô máu luôn rồi ok để hoa luôn, nhưng mà phải có cách để mà mình làm sao mình duy trì được cái cây này, ít nhất là phải duy trì được cái này, chứ cái này thấy nó bắt đầu có dấu hiệu luôn rồi đó. Thì cái cách mà Melan TV nghĩ ra mọi người thấy đúng rồi nè nha mọi người. Đầu tiên á là để cho nó đừng có chết cái thân già này, nó đừng có rụng hết lá cái thân già này, thì Melan TV là sẽ tách cái bạn này ra ở riêng luôn. Cái bạn này á là cái bạn này là do là tới tuổi dựng vợ gả chồng bắt đầu sinh con rồi đúng không, thì cho nó ở riêng luôn, cho ra nhà riêng, kiểu như là mình có vợ có chồng rồi ba mẹ cho ra ở riêng vậy đó, là cấp cho một số vốn, nó cấp vốn rồi, cấp cho bồ rễ rồi là có vốn rồi đó. Ok, vậy bây giờ Melan TV sẽ tách âm vẫn để nguyên như này luôn, nhưng mà tách cho nó rời hai cái này ra, nghĩa là con ra khỏi mẹ để mà không có hút dinh dưỡng, không có bòn rút của mẹ, của ba mẹ nữa, để cho nó không bị rớt lá như nữa mọi người. Đây còn 4 lá, nó rớt hai cái lá này rồi. Mọi người thấy cái giải pháp này ổn không mọi người? Không biết là nó có cái cây này nó ở riêng nổi hay không á, nhưng mà để ở riêng
thì phải cung cấp tài chính đó, để Erie phải cung cấp tài chính, nghĩa là phải có hỗ trợ ban đầu đó. Thì ở đây Milan TV sẽ tiến hành gọi là sao, tưới phân bón nhưng mà nó loãng hơn, nghĩa là một loại nó rất là loãng nhưng mà sẽ tưới hàng ngày, pha một pha rất loãng. Con ơi, để ba quay clip sau xíu thôi. Ba ba không cần cái này, bên đây không cần cái cây quay quay nha. Rồi pha loãng và tưới hàng ngày, kiểu như mình là tưới B1 này, một chút NPK, nghĩa là để nó cung cấp dinh dưỡng cho cây hàng ngày, cho cái thân kia. Không biết Mylan TV làm vậy ổn không mọi người, đó là cái cách ha. Cây của mọi người, cây của Mylan đây mọi người không sót, mọi người cứ nói chơi đi chơi đi, nhưng mà Mylan TV đang rất là sót cái cây này đó, nên là nhưng mà thành ra mình cũng chơi luôn mọi người. Thì anh chị nào có cái hướng nào đó mà để mà tư vấn cho Mylan làm sao mà chăm cho cây này nó vừa lên mầm gốc mà nó vừa có, nghĩa là vừa giữ được bộ lá mà vừa giữ được cái vòi hoa nè, bộ lá của thân này, thì có cách nào khác hay hơn thì mọi người tư vấn cho Mylan nha, chứ thấy là, thấy là tương lai là không được tươi sáng rồi đó. Rồi anh chị đã có cái giải pháp gì và có kinh nghiệm gì chia sẻ hết để dưới phần bình luận như Mylan TV học hỏi và làm theo nha cả nhà, để mà vừa chơi hoa mà vừa vừa giữ được cái chậu này không có bị tụt lá nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau nha. Ông con bắt đầu ra phá rồi. Rồi, ba mọi người nhớ đăng ký ủng hộ Mylan TV nha cả nhà.